Chết vậy? Hả? Chết thầy ơi, trưởng ấp tới. Trưởng ấp tới. Trưởng ấp tới. Mọi người biết mình phải làm gì chưa? Dạ, hết rồi. Trốn. Dân trường giữ im lặng. 3, 2, 1 and action. Ra. Làm lại. Lại thầy. Thôi, dạ thầy. And action. Trong giây phút kia đây, những người trai ly đầu đau, đây non sông đang chờ người, đây ước mong toàn vẫn luôn ghi nhớ do câu tiếng ai lên đường, lời vàng son ghi nhớ mong. Gì vậy? Ông là ai vậy? Ta nhìn thấy âm mưu của cô liệu hồn. Tai họa đang bay lòng vòng trên đầu của cô. Nó sắp sửa rớt xuống. Nó mà rớt xuống. Bình tĩnh, bà con cứ đứng yên chỗ đó. Ủa thầy ơi, thầy có sao không thầy? Tại sao kiếp nạn của tất cả mọi người thầy đều biết, riêng kiếp nạn của thầy lại không biết? Kỳ vậy? Cái con nhỏ này nó dám chống đối lại hội tào lao đó, không chừng nó phải là người tầm thường. Có cái nào nó là con mang chim không ta? Phải theo dõi nó mới được. Phải ăn cơm nhà nấu. Không phải bom chén về cuộc sống u sầu.